cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc đang ngày càng trở nên vững mạnh và vừa đón những ngày Tết Ất Mùi 2015 tưng bừng và ấm cúng. Đầu xuân mới, mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc trò chuyện của phóng viên VTC10, đài truyền hình kỹ thuật số VTC với ông Phạm Hữu Chí, đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc, để hiểu rõ hơn về không khí đón Tết của cộng đồng người Việt Nam tại đây. Trong những ngày đầu xuân năm mới, VTC10 xin gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp tới ngài. Xin ngài cho biết không khí đón Tết của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Rất may là nhân dân và Việt Nam và nhân dân Hàn Quốc cùng đón chung một cái Tết Giáng Nguyên Đán. Và do đó mà bà con cộng đồng Việt Nam tại Hàn Quốc cũng hưởng chung cái niềm không khí vui chung của nhân dân Hàn Quốc. Và đặc biệt là chúng tôi ở đây thì cũng gần Việt Nam, sau đó mà cũng có thể mang được những nguyên liệu tại Việt Nam sang Hàn Quốc để mà làm những cái mà như là bánh chưng, rồi là giò, rồi là cả đào và cả quất nữa. Thì cái không khí đón Tết của cộng đồng người Việt Nam của Hàn Quốc ở tại Hàn Quốc thì nó rất là gần với lại trên quê hương Việt Nam. Đặc biệt là trong cái dịp vừa qua, đại sứ quán cùng với hội người Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức được rất nhiều cái cuộc gặp gỡ đón Tết cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc ở tất cả các cái thành phố lớn, và có những cái cuộc chúng tôi tập hợp được khoảng 800 đến 1.000 đồng bào và chia vui với nhau để chuẩn bị đón xuân về. Nhân dịp đầu xuân năm mới, đại sứ có lời chúc muốn gửi tới toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Hàn nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Thay mặt đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, chúng tôi xin trước hết là chúc tất cả các bà con Việt kiều của chúng ta trên toàn thế giới cũng như ở Hàn Quốc một năm mới sức khỏe, an khang và hạnh phúc, đạt được nhiều thành công trong cuộc sống và đóng góp càng nhiều vào cái sự phát triển của đất nước Việt Nam thân yêu cũng như vào cái sự phát triển của đất nước mà nơi mình sinh sống. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi với phóng viên kênh VTC10, đài truyền hình kỹ thuật số VTC.